Thank you.
fanno tutto. Thank you.
Aye. Ba, bốn. Thank you.
trung hậu. Đây. Sáu,
top. Quang Hào chín. Trung Hậu một. Thank you.
6 Trung Hảo 6 để đâu? Hello mọi người, hai anh cọp của chúng ta đang cống hiến cho các bạn một trận đấu quá hay, có tỷ số là 13-18 chỉ sau 7 lượt cơ. Nhưng mà hơi tiếc là nãy giờ mất bận phải xử lý cái sự cố đường truyền mạng với mấy anh kỹ thuật của VNPT, cho nên là không có bình luận được trận này, quá tiếc. Một trận đấu quá hay.
Vấn đề đây nó là cái đường truyền mạng nó không đảm bảo, chứ không phải là vấn đề kỹ thuật là chim nha bạn Long Nguyễn nha. Chứ cu Zoom mà qua đây mà gặp cái đường truyền mạng này chắc cũng xin lỗi bỏ chạy về Hàn Quốc lại thôi. À, để các bạn tiện theo dõi thì mình cùng nhau cập nhật cái tình hình chiến sự của các bảng đấu đang diễn ra ở round 3 này mọi người nha. Ai muốn điều đó không nào? Bảng chúng ta phân tích từ bảng A. Thì để có lẽ mình đưa cái màn hình lên chúng ta xem cho nó dễ. Đây, có lẽ mình show lên cái màn hình lên bảng điểm các tình hình các bảng đấu lên cho anh em chúng ta xem dễ hơn mọi người nha. Chúng to lên tí xíu nào cho dễ nhìn nè. Rồi, bảng A chúng ta có ba cơ thủ là Nguyễn Hữu Thắng, Phạm Quốc Thích, Trần Văn Ngân. Thì khá bất ngờ là cơ thủ Nguyễn Hữu Thắng đang là người có điểm số đạt cao nhất xếp đầu với 2 trận thắng, có 1.2, còn xếp nhì là Phạm Quốc Thích với 1 thắng 1 thua, có 1.06. Trần Văn Ngân thì khá thất vọng ở giải này khi có 2 trận thua và chắc chắn là Văn Ngân sẽ bị loại. Hữu Thắng là người giành quyền đi tiếp vào round 4. Chúng ta tiếp tục với bảng B gồm có Nguyễn Trương Minh Trọng, Nguyễn Hoàng Tất và Trần Mạnh Hùng. Nguyễn Trương Minh Trọng xuất sắc có 2 chiến thắng với 0.938. Chúng ta thấy là cũng khá chật vật với bảng đấu này. Xếp thứ nhì là Nguyễn Hoàng Tất với 1 thắng 1 thua, 1.074. Và Trần Mạnh Hùng với 2 trận thua thì chính thức bị loại. Nguyễn Trương Minh Trọng sẽ giành chiếc vé đi tiếp vào round 4. Tiếp theo là bảng đấu của Nguyễn Hữu Đây, Ngô Văn Đức và Nguyễn Minh Vũ. Thì đã kết thúc với vị trí nhất bảng thuộc về Nguyễn Hữu Đây 4 điểm 2 trận thắng. Nguyễn Minh Vũ 1 thắng 1 thua xếp nhì. Và Ngô Văn Đức 2 trận thua xếp chót. Tiếp tục với bảng D của Đặng Đình Hà, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Hữu Thanh. Thì chúng ta đang có 3 điểm cho Đặng Đình Hà. Như là hơi sai sai cái chỗ kết quả này rồi. Chúng ta đến với tình hình của bảng Trương Quang Hào và Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Rồi, như hai cầu thủ đã quay trở lại sân để chuẩn bị thi đấu rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ quay lại với cái cập nhật này sau nhé. Quyết chiến thì ngày mai mới ra sân nha. À, sorry mọi người, nãy giờ cái kết quả cập nhật của mình bị nhầm rồi. Cập nhật lại với các bạn là tình hình hiện tại là bảng A, Văn Ngân và Quốc Thích đang có mỗi người 1 chiến thắng. Bảng B thì Hoàng Tất và Mạnh Hùng mỗi người đang có 1 chiến thắng. Bảng C thì Hữu Đây và Ngô Văn Đức mỗi người đang có 1 chiến thắng. Bảng D thì Ngọc Sơn và Hữu Thanh mỗi người đang có 1 chiến thắng. Còn bảng E này thì Quang Hào và Trung Hậu mỗi người cũng đang có 1 chiến thắng.
nhưng Đỗ Nguyễn Trung Hậu đang xếp trên về chỉ số, anh đang có 2 chấm và với 1.579 của Quang Hào, cho nên trận này với Quang Hào buộc phải thắng hoặc hòa, tối thiểu là hòa thì mới có hy vọng đi tiếp. Còn với Đỗ Nguyễn Trung Hậu thì anh thắng anh sẽ đi tiếp, anh hòa anh cũng sẽ đi tiếp. Còn nếu thua thì khả năng bị loại hoặc phải chờ vé vớt. Rồi tiếp tục bảng F với Đặng Vĩnh và Quốc Thắng, mỗi người có một chiến thắng. Bảng G, Đình Quốc và Tùng Em mỗi người có một chiến thắng. Bảng H thì Như Lê có một trận hòa, Tuấn Thanh có một trận thắng, Hoàng Duy có một trận hòa. Bảng Y cũng vậy, Văn Hoàng Ba có một trận hòa, Trần Thanh Lực có một trận thắng và Cao Thành Trúc có một trận hòa, một trận thua. Bảng G, Tiến Phong và Hữu Trí mỗi người có một chiến thắng. Bảng K, Nguyễn Đức Anh Chiến và Hoàng Đình Long mỗi người có một chiến thắng. Bảng L thì Cao Phan Chức Lượng và Viên Ngọc Châu hòa, Nguyễn Vũ Quang Trường có một thắng. Bảng M, Duy Hân và Quốc Thuận mỗi người có một chiến thắng. Bảng N, Thanh Tâm và Thùy Hùng mỗi người một chiến thắng. Bảng O, Anh Tài và Đức Minh mỗi người một trận thắng. Và bảng B phở, bảng cuối cùng là Hoàng Khôi và Chí Thanh mỗi người có một trận thắng. Rồi, cập nhật như đó và chúng ta quay trở lại với diễn biến của trận đấu này nha. Trận đấu có thể là tranh vé nhất bảng để giành quyền đi tiếp. Và người ở vị trí nhì bảng thì cũng sẽ có hy vọng đi tiếp. Rồi, bạn nào hỏi ngày mai quyết chiến gặp ai? Ngày mai quyết chiến sẽ gặp ai đây ta? Chưa có đối thủ nha. Hoặc là Nguyễn Thanh Tùng hoặc là người xếp thứ 10 của rau ba này về mặt chỉ số. Ai thua thì sẽ gặp quyết chiến trước. Và trận đó sẽ diễn ra vào lúc 13:30 mọi người nhé. Chào 400 anh em nha. Ok, bạn Lee Minh Hu quyết chiến thì mai chắc chắn sẽ phải gặp Thanh Tùng rồi. Bởi vì nằm chung bảng mà kiểu gì không gặp nhau, không gặp trước thì gặp sau thôi. Thì nếu Thanh Tùng thua thì sẽ gặp quyết chiến trước. Còn nếu Thanh Tùng thắng thì sẽ gặp quyết chiến sau. Vâng, quay trở lại với trận đấu của chúng ta thì Đỗ Nguyễn Trung Hậu vừa có thêm một điểm nữa, nâng tỷ số lên 17-19. Trận này mình nghĩ nếu kết quả hòa là đẹp, hòa thì khả năng cả hai sẽ có vé đi tiếp. Năm bằng gãy đến từ Quang Hào. Không thành công rồi. Một hình bi mà có lẽ phải xử lý ca dê đến từ Trung Hậu. Xử lý ca dê trắng nếu anh quyết định chạm trắng. Còn nếu cúp đỏ thì một cú vòng về 4 băng là Trung Hậu đang bắt tia cho một cú cúp đỏ chăng.
Không, đó không phải là cúp đỏ mà anh sẽ kéo đè trắng. Đè trắng và gốc dầu đi ra. Xử lý cây dê tốt rồi. Nhưng dường như là cú kéo thiếu rồi. Quang Hào đã bật dậy ngay lập tức sau khi trung hậu phát cơ. À, Best Game và xử lý xuất sắc hiện tại đang thuộc về cầu thủ Tăng Thùy Hùng. Giải này Tăng Thùy Hùng đánh cực hay luôn. Nãy một trận đánh 3 chấm mà có series 14 nữa. Nên tạm vượt qua Hảo Tri series 14 và Best Game 3 chấm của Trần Hữu Đạt. Với hai cầu thủ Hảo Tri và Hữu Đạt đều bị loại hết rồi. Xử lý cúp đỏ đến từ Quang Hào. Wow, đó lại không phải là pha cúp đỏ. Chúng ta hãy chờ xem hình bi này Quang Hào xử lý gì đây. À, có lẽ ý đồ pha giật ngược ba cái dài. Chứ không phải là cú cúp đỏ. Nhưng anh giật hơi quá đà và nó ra hai băng. Kèm theo một hình bi. Cơ hội dành cho Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Lần này có kéo thiếu nữa hay không? Lần này không biết về sư phụ Tí Đô đã có kéo đủ hay chưa? Đủ rồi. Điểm số thứ 20. Không biết là các bạn xem hình ảnh và âm thanh đường truyền đồ ổn hơn chưa mọi người. Hình này thì không biết là Tị Hậu có xử lý một pha đưa trắng lòn vào nắp đỏ với băng ngắn này, hay là một cú đẩy chủ đích lấy trắng đẩy đỏ vào dầu luôn. Để xem nào. Như vậy xử lý cây dê né đá tuyệt đối. Cúp ngắn dài cục nhưng hơi cục quá cục rồi. Tình hình bảng này sao rồi đây? Tình hình bảng này là bảng bảng đấu này là bảng gì đây? Bảng E. Với Trương Quang Hào đang có một chiến thắng 30 điểm sau 19 lượt cơ 1.579. Còn Đỗ Nguyễn Trung Hậu có một chiến thắng 30 điểm 15 lượt cơ 2.0. Cho nên là Trung Hậu đang tạm xếp nhất bảng nha. Và với trận này thì chỉ cần Trung Hậu hòa hoặc thắng là đi tiếp với vị trí vé nhất bảng. Còn với Quang Hào nếu hòa thì nhì bảng, nhưng anh vẫn có cơ hội đi tiếp do chúng ta có 4 vé vớt. Mà một thắng một hòa thì cơ hội xếp nhì bảng cao lắm. Còn nếu Quang Hào mà thua thì anh sẽ bị loại. Bởi vì lúc đó anh chỉ có một trận thắng và 2 điểm thì khó có hy vọng để có vé vớt. À ok, Nhật lưu cái vấn đề mà lựa chọn nhà mạng ở đây mình không có. Bởi vì với địa điểm thi đấu thì chúng ta có duy nhất một cái đường cáp ngầm của NPT à. Mình cũng đã nghiên cứu, đã tìm hiểu mạng khác rồi nhưng không có đường cáp ngầm nên chịu chết luôn. Thì hôm nay đến không những một mà đến hai anh kỹ thuật của VNPT cấp cao đến trực tiếp kiểm tra xử lý sự cố. Cũng hy vọng là nó sẽ ổn. Một cú mỏng quá rồi, trúng hai băng hay gì ông thầy. Ok, bạn Sang Ngô mình cũng đang nghĩ đến phương án dự phòng là sẽ đầu tư một cục phát sim 4G, nhưng không biết là nó có đủ băng thông, đủ tốc độ để livestream nhiều luồng như vậy hay không. Vì hiện tại một giải đấu mình đang livestream gửi đến các bạn đến 8 bàn 8 máy lận, cho nên là vốn băng thông cũng hơi nặng. Chào anh Bùi Hà Phong, xin chào 500 anh em nha. Cúp 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 cúp
chạy né đá nhưng mà lại không đủ góc tới. Vì này như vậy có vẻ là hết góc tới rồi các bạn ạ. Rồi, một pha bung hình nữa được Hoàng Hào để lại cho Trung Hậu. Đúng là người đánh trận trước chỉ số cao hơn đang đánh hay hơn. Hợp lý, hợp tình, hợp lẽ. 2.0 đang hay hơn 1.57. Và xử lý dạng tay nhưng hình sẽ chắc chắn không đẹp rồi. Đỏ mà về hướng trắng thì hình chắc chắn không đẹp. Và như các bạn thấy đó, hình không hề đẹp. Phong cách thi đấu của Hoàng Hào như vậy các bạn, chúng ta nhìn thấy một cái vẻ gì đó là lững thững kiểu phất lờ phất tỉnh ăn lê. Có những cơ thủ họ thi đấu họ chỉ quan tâm đến cảm xúc và cảm giác thi đấu của bản thân mình thôi, và họ mặc tự nhiên thể hiện một cách rõ ràng đầy đủ nhất ở bên ngoài, rất bình thường. Như vậy là rõ ràng với hình đi khó khi nãy thì Trung Hậu đã không xử lý thành công. Và cũng vô tình hình đi này tạo hình đi khó cho Quang Hào với việc anh phải chồm người. Giờ muốn hết cỡ rồi. Mà có vẻ cũng đang hơi cấn cấn cái gì đó các bạn. Ở khu vực góc bàn có vẻ hơi cấn cái gì đó. Nắm băng. Đá lộn mép rồi. Đá mép bên này với đá mà dội qua mép bên kia thì vẫn còn có khả năng trúng. Rau 4 chúng ta đánh 8 điểm, ở 40 điểm nha mọi người chứ không phải 30. Quấy, góc này thường thường mà quấy dậu là đi ra, xuất nhập bình an. Vậy thì với lượt cơ thứ 14 vừa trôi qua, cơ hội vẫn còn dành cho Trương Quang Hào. Điểm số vẫn đang hiện là 18-21. 3 điểm cách biệt, tạm nghiêng về cho Bì Vàng, Đỗ Nguyễn, Trung Hậu. À, rau 4 thì nó không phải như cái rau 32 của World Cup nha bạn Tâm Hồ nha. Rau 4 này chúng ta có tổng cộng là 36 cầu thủ, vẫn chia bảng 3 đánh. Nhưng bảng 3 sẽ lấy 36 cầu thủ chia làm 12 bảng 3 mỗi bảng. Thì nếu mà nói nôm na dễ hiểu thì nó cũng như cái rau 32. Rồi, với cầu mông ngon mạng nó ngon ngon xíu, nó hơi lắc nhẹ cái rồi. Thank you.
Trung đầu một về cái bảng đấu ngày mai á, bảng round 4 á, thì cơ thủ nào mà cũng phải đánh hai trận như nhau hết để xong round 4, và vào round 4 thì sẽ sau round 4 sẽ đánh luôn vòng 16, tức là ngày mai cơ thủ nào đánh thì tối đa là 3 trận 40 điểm nha. Còn ngày cuối cùng của giải đấu đánh từ tứ kết đến chung kết thì đánh tối đa là 3 trận 50 điểm. Và với thể thức là chúng ta đánh một bảng 3 đánh vòng tròn, nên mỗi người đánh hai trận, thắng thua gì cũng phải đánh đủ hai trận. Đội Nguyễn Trung Hậu đang vẫn phải nói là anh vẫn đang dĩnh hơn Quang Hào, đang có điểm số thứ 25. Năm còn ba, đây là một thử thách, mà chúng ta thấy trước đó có một hình bi có nét gì đó tương tự, nhưng Đỗ Nguyễn Trung Hậu đã có một pha bang shot dư đến 3-8, không biết liệu bây giờ anh có dám dũng cảm tới bang shot đấy hay không. Không, anh quyết định chạm trắng rồi, không bang shot nữa các bạn nha, bang shot không trúng thì bỏ đi. Bang shot không trúng nhưng đánh thì sẽ trúng nha. Còn hai cho Trung Hậu và cơ hội lại càng hẹp đi với Trương Quang Hào, vì cầm vị trắng mà điểm này thì rất khó có một trận hòa. Nếu hòa thì mình nghĩ Quang Hào vẫn sẽ đi tiếp vào round 4, nhưng có lẽ Đỗ Nguyễn Trung Hậu cũng sẽ quyết tâm đánh bật Quang Hào ra khỏi round 4. Bởi vì nếu vào round 4 thì có thể chính Quang Hào sẽ gây khó khăn ngược trở lại cho Trung Hậu nếu gặp lại. Xin chào Thanh Nguyễn nha. Như vậy là chỉ một series 6 thôi, điều đó có nghĩa là cơ hội vẫn còn với Trương Quang Hào. Một nỗ lực để có được 10 điểm ở những lượt cuối này.
sẽ được anh thực hiện như thế nào đây. Quân Hào dạo gần đây anh thứ nhất là anh dẹp câu lạc bộ Đăng Khôi và mở một cái phòng tập nhỏ như chỉ hai bàn ở nhà, cho nên là cũng không có nhiều thời gian lắm dành cho bia, nên khoảng thời gian gần đây chúng ta thấy là phong độ của Quang Hào bị sụt giảm đáng kể. Mình đang đề xuất một cái phương án cho giải final HVSF cuối năm nay là sẽ đánh theo thể thức là ba cái vòng bảng luôn các bạn ạ. Thể thức có thể sẽ là 48 cơ thủ chia làm 16 bảng 3, đánh vòng tròn lấy hai người mỗi bảng vô 32. 32 chúng ta đánh một cái thể thức bảng 4 hai lần thua lấy 16 cơ thủ. 16 cơ thủ chúng ta lại đánh tiếp một cái thể thức bảng 4 hai lần thua nữa lấy 8 người vào tứ kết. Từ tứ kết trở đi chúng ta mới đánh loại trực tiếp. Nếu đánh như vậy thì các bạn sẽ có rất nhiều trận đấu hay và hấp dẫn để xem, bởi vì các cơ thủ sẽ xào chẻ gặp nhau nhiều trận. Vâng, như vậy là với cú A băng tự động không thành công rồi thì trung hậu là tiếp tục trao cơ hội cho Quang Hào. Liệu cơ thủ cầm bị trắng này có tận dụng được cơ hội này ở lượt cơ thứ 18 này hay không? Cũng đang là 20-28, 8 điểm cách biệt. Hùng chạm vàng, ba băng con góc ngược. Phê tốt không? Phê đủ không? Rất chính xác. Và xử lý theo mình thấy là khó nha các bạn nha. Nhất là cự ly bi gần, thứ hai là góc ngược. Phê và tính toán phải cực kỳ chuẩn. Xin chào gần 700 anh em nha. 3 băng hay 5? 5 băng rồi. Làm gì 5 băng rồi. Chúng có ra hình hay không? Chúng chỗ này hình không rõ ràng lắm. Nếu chúng mép bên phải theo hướng nhìn của chúng ta, tức là bên mặt phải của bi, tức là mặt trái của bi đỏ, thì sẽ có hình thuận hơn. Nên mình gợi ý cho Quang Hào một cú cưa dài dài ngắn, hoặc một cú cúp bắt chí ngắn dài cục, một cú đẩy xòe tới góc dậu. Rồi gợi ý ba cái, gợi ý ông chọn cái cuối cùng, ông làm cái off hay táo. Ok, bạn độc hành final vô địch được 200 triệu hả? Thì bạn cứ chờ đi. Không 3 năm nữa thì 7 năm, một chục năm nữa cũng sẽ có cái giải thưởng vô địch 200 triệu thôi. Bật mí với các bạn là trong tháng 7 này chúng ta sẽ có một giải 3C. Cái vô địch cũng phải 250 triệu hay gì đó các bạn. Sẽ có trong tháng 7 này nha. Thiếu lực rồi hả trời. Ôi, thiếu lực rồi. Không phải là thiếu lực, đủ lực nhưng mà thiếu mặt trúng các bạn. Rồi, vì này thì chúng ta hãy chờ xem là sư phụ đi cầu quay có uy tín ở những pha bên shot hay không, nút số là có thật hay không. Vì này, nếu mà 4 băng thì mình sẽ lựa một hình múa về 4 băng mặt dưới để tạo hình tứ băng thuận tiếp theo nữa. Điểm trúng sẽ tầm 30-32. Trời, nó nói biết ông có nghe không, ông múa như ngày chóc 32 hết rồi. Trời, ông múa đâu ngày chóc 32 luôn. Uy tín là có thật. Hình tứ văn các bạn thấy không? Múa này trúng mặt dưới là có hình tứ văn luôn. Đá nào? Thôi không đá thì Quang Hào đứng lên rồi. Vâng, một pha trù không thành công và Quang Hào đã đứng lên. Chúc mừng chiến thắng của Đỗ Nguyễn Trung Hậu. Như vậy là Đỗ Nguyễn Trung Hậu giành vé đi tiếp. Hello người anh em Hùng Nguyễn nha.
Hello bạn Nhật luôn. Về hiện nay các giải đấu có livestream đầy đủ thì cho trọng tài xem qua. Rồi như vậy là chúc mừng đội Nguyễn Trung Hậu đã chính thức có chiếc vé đi tiếp vòng ra 4 ngày mai. Hồ Quang Hào có lẽ khả năng bị loại là rất cao. Xin chào tạm biệt cả nhà và chúng ta hẹn gặp lại ở những trận đấu tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta còn một loạt lượt đấu cuối nữa vào lúc 17 giờ. Và để xem ở trên bàn TV này sẽ là trận của ai đây? Trần Đức Minh và Nguyễn Anh Tài các bạn nha. Rồi, xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại các bạn khoảng 15 phút nữa với trận trên bàn TV thêm.